tính bình thường, chung là 45.000 thì mình nghĩ là tạm ổn. Ok, anh em cùng mình inbox iWin K3 Pro GK01 nhé. Đáng ra mình phải làm dần dần từ GK01 cho đến GK02 chứ nhỉ. Ẩu quá anh em ạ. Tôi xin lỗi anh em cái nhé. Thực chất hai đôi GK01 và GK02, hai đôi này tương tự nhau, với tầm phân khúc giá tiền là như nhau, chỉ chênh nhau khoảng 50k thôi. Một đôi 450 và một đôi 399. Sau khi cầm và cảm nhận thì mình cảm thấy đôi GK01 này cái phần mặt lưng nó không được dày và chắc chắn như đôi GK02 kia. Tiếng mình test mặt lưng như này đã đủ làm anh em thấy chắc chắn chưa? Đôi này thì có xương 4 ngón và xương thì có thể tháo rời anh em nhé. Nhiều anh em cứ nghĩ là tháo xương khó nhưng mà thực chất nó rất là đơn giản luôn. Đấy, cái hàng cua của người yêu anh em bé thế anh em còn móc được, huống gì cái khe to đùng như này, đúng không? Xương thì mình có mấy mẫu rồi, mẫu nào nó cũng giống như này hết. À, có đôi H3 xương khác mẫu này và xương của H3 có tận 5 ngón anh em ạ. Thanh sát cổ tay vẫn là một vòng co giãn anh em nhé. Có hai điểm dán và vẫn thiết kế cái chỗ indent cho anh em đây. Ok, tiếp theo về phần mặt mút, nói chung là so với hai đôi thì cũng chả có gì khác nhau cả anh em ạ. Anh em nào xem clip kia rồi thì nó cũng tương tự như đôi này thôi. Mút của Đức và dày 4mm anh em nhá, cực kỳ dày, mút này thì bền lắm anh em ạ. Không dính lắm nhưng mình cảm thấy độ bền của nó khá là ok đấy. À, giờ mình mới để ý là mút của đôi này không được thiết kế giống lòng bàn tay như đôi kia anh em ạ. Còn chất liệu thì như nhau, anh em có thể cân nhắc một trong hai đôi. Ok, giờ thì đeo vào phong tay thôi nào, vẫn cho một cảm giác cực kỳ an toàn và chắc chắn. Nói chung đây là lúc mút mới khui xong, còn sau khi test với bóng thì nó đã bớt đi phần nào đó rồi anh em ạ. Kiểu ngón của đôi này là negative và form bắt bóng khá là ôm tay đấy anh em ạ. Đủ để anh em có thể đập phá nó khi ra sân. Đấy. Anh em nào học sinh sinh viên có thể tham khảo mẫu này. Giá niêm yết là 500k nhưng hiện tại đang sale chỉ còn có 379k anh em ạ. Luôn luôn có voucher giảm 20k cho anh em nhé. Ok, găng ở đây anh em ghé tham khảo nhé. Mình là học sinh DK, follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nha.